quá đặc biệt. Đúng không? Có 2 ngày nữa thôi là tôi chung đủ tới 24 tháng 12 là đúng 2 năm 9 tháng. May hay là hay là tôi về sớm được 3 ngày. Vậy thì bỏ đi nha, những người nào nói rằng là tôi không thế nào cả, mà tôi là một người tù đặc biệt. Nếu không nói là tôi rất buồn, nhưng tôi không chấp. Bởi vì luật pháp có những cái quy định mình không thể nào mà mình cãi được. Thôi thì xác định chơi là chung, thả thì về, đúng không quý vị? Không bao giờ đi ăn mài, cũng không gian sinh, đủ rồi. Như đó là đủ rồi. Cho nên quý vị á, yên tâm một điều, tôi sẽ làm tất cả những gì đến trái tim tôi, vì dân, vì nhiều trẻ em nghèo cần tôi lắm. Và bản thân tôi một lần trả giá quá đủ rồi. Cho nên đừng ai mà comment vô là nhốt nó đi 30 năm nữa, chung thân như tử hình nó đi. Nói như vậy ác lắm, khổ nghiệp. Thì không nghĩ một ngày nào đó lỡ mình nhắm vào một hoàn cảnh nào đó, mình có được như bà Hằng không? Mình trở về mình có được nhân thương mình như bà Hằng không? Mình còn chồng còn vợ không? Còn gia đình mình không? Còn con cái mình không? Gia đình nó rủa tôi như thế. Tôi không ân ái gì với mọi người, đừng lên mạng xã hội mà rủa tôi. Đưa nó đi chung thân, đưa nó đi tử hình. Tôi đâu có buôn lậu vũ khí, đúng không anh chị? Nó có tội tình gì đâu mà lại rủa cái những câu nói rất nhẫn tâm. Người ta nói là nhân quả là một cành tròn mà. Chính bản thân tôi, đôi khi tôi cũng cảm thấy tôi bị trừng phạt. Thì tôi sẽ chia sẻ với vị vào cái live show ngày 20 tháng 10 cái cảm xúc của tôi như thế nào về nhân quả. Và có một điều tôi với anh Dũng cũng nói chuyện với nhau, tất cả chúng ta ở đây có một số người đang ngưỡng mộ ông Thích Minh Tuệ, đúng không quý vị? Nhưng quý vị tin một điều, Nguyễn Phương Hằng tôi còn quốc là không bao giờ được. Vì tôi nói thật, có ghét tôi, có hận tôi cũng phải phục tôi. Vì đến giờ phút này tôi đang ở trên đỉnh cao, không lý do gì tôi cắm mặt xuống đất, thả tôi rời cuộc chơi. Mà tôi đã chơi là chật mà lấy luôn, đúng không? Cho nên bây giờ một nửa thì ngưỡng mộ thầy rất tin tưởng, một nửa thì chống đối, đang 50-50. Và tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng là ông ta đúng chỗ nào, ông ta sai chỗ nào, được không ạ? Nếu là sứ mệnh của tôi, đúng không, tôi sẽ làm. Bị đụng vào những cái chốn này nó nhạy cảm. Và quý vị biết rằng khi tôi bị đi tù á, có một số phản động á, nó cảm thấy nó binh vực tôi, chẳng qua là nó màu. Nhưng tôi không bao giờ ân hận lại, tôi đi tù tôi sai thì tôi chịu. Và bây giờ á, khi tôi vào tù á, có những người đón ghen tới hỏi nhỏ tôi nhưng không bao giờ. Và khi tôi biết được á, thì tôi hiểu rằng sao linh ổng là ai. Quý vị tin đi, tâm linh là có thật, là có thật, đúng không? Cho nên á, đừng thấy hóa nở mà nở xuân về. Mình phải thần tượng ông bà tổ tiên cha mẹ mình, quê hương đất nước của mình. Còn những người tu, họ tu cho bản thân họ, không phải tu cho mình. Còn mình đi cúng dường với họ, mình phục vụ cho họ để họ tu, chứ mình không có phước. Quý vị phải nhớ điều đó. Bây giờ tôi đi cúng dường với bọn thầy, rõ ràng là tôi phục vụ trong thầy, và ông thầy tu bỏ tu. Nhưng mà ông tu cho ổng chứ phải tu cho tôi. Ông tu ông phước, tôi phước. Tôi bằng cách là tôi giúp trẻ em nghèo bệnh tật, tôi sống lương thiện, tôi đóng góp cho xã hội, tôi không làm cái gì hệ lụy cho xã hội, đúng không? Còn mọi chị em phụ nữ dễ bị mù lắm. Mà đặc biệt đó, tôi nói thật sự, tôi nói câu này ra nhiều người không thích tôi đâu. Các thầy tu đa số là Phật tử, là phụ nữ, à, nhất là mấy chị em sùng sùng có nhiều tiền, thầy kính trọng lắm. Cho nên những cái vấn đề cho em gặp chị cả nhà thôi. Vì bản thân tôi đã kinh qua, trải qua rồi. Và chính tôi
cũng đã từng bị những ông thầy tu thả tim chùm. Thả tim. Mới đầu thì thầy với con một hồi nữa đó, thầy với em mất lịch sự lắm, tôi quyến rũ quá. Đúng không gì? Tôi sẽ nói câu chuyện này sau này. Dạ nó cho em gặp cái gì vậy chị ơi? Không phải câu chuyện nhiều. Bây giờ thầy nghe đây, thầy lấy đầu đánh hạ nha. Chị đang điều khiển em. Ok em quay qua. Ok em quay lại. Đối với chị
đường cho chị. Ok, bây giờ tôi xin hát cho quý vị nghe một bài nữa. Chị ơi, quý vị có thích nhạc mạnh không hay là quý vị thích nhạc nhẹ nhẹ? Bài luôn hả? Cái này gọi là bò 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 để cười phải không? Ở trong tù á quý vị, mấy chị em nói gõ bò không? Gõ. Tôi đi tù về là tôi tưởng thường nó nha, cái gì cũng biết hết rồi đó.